cái việc mà mình chèn cận này vào đây để làm gì, để nó xuất hiện cái này. Thì từ 0 đến 1 thì fx là cái này mình thay vào, thì từ 0 từ 1 đến 2 fx là cái này mình thay vào, hiểu không? Còn ý, các trường hợp khác là không, tức là gì, cái này chính là không này. Các trường hợp khác là ngoài hai cái trường hợp là từ 0 đến 1 và từ 1 đến 2 không, các trường hợp khác thì là ngoài cái từ 0 đến 1 và từ 1 đến 2, các trường hợp khác đều là không hết, tức là đây là không và đây là không, đúng không? Không với không mình bỏ luôn nhá. Sao nó ai nói là ấy bằng không và đến không thì bằng không Ừ, tích phân của không đây. luôn là không mà, đúng không? Tương đương thế này, bây giờ chỉ còn tích phân từ 0 đến 1 của cái gì đây, của fx mà f, nếu mà x từ 0 đến 1 thì f là gì, ax bình không, thay vào ax bình dx cộng với cả gì nhỉ, tích phân từ 1 đến 2 của gì đây, a nhân 2 chữ x tức là bình, đúng không, bằng 1, đúng không? Vậy thôi, ok chưa? Đấy, từ đây em có tìm được ra A không? Không biết. Trong cái định nghĩa tích phân ấy thì ấy, nếu mà ấy, trong tích phân là một số mình có thể lôi ra ngoài, từ cái A này mình có thể lôi ra ngoài như này, hiểu không? A nhân tích phân từ 0 đến 1 của x bình đấy cộng A nhân tích phân từ 1 đến 2 của 2 trừ x bình, 2 chữ x tức là bình dx bằng 1. Thì em có bấm máy để tìm được hai cái giá trị này không? Tìm bấm máy để tìm được tích phân không? Đây, em có thấy trong máy nó có dấu này không? Có Thì bấm đi. Tích phân từ 0 đến 1 của x bình dx nó sẽ tính ra cho em. x Đây. bình Nhập x bình vào xong cho từ 0 đến 1 nó sẽ tự tính ra cho mình luôn. Bằng mấy? Bằng 1/3, tức là 1/3a. 1/3a. x bình là nội tính cho mình á. Ờ em ghi đây, ờ anh bấm đây đây. Tích phân từ 0 đến 1 của x bình. Tương tự như thế, tích phân từ 1 đến 2 của 2 chữ x tức là bình. Thì có tương tự không? Em bấm đi xem ra bao nhiêu, từ 1 đến 2 ra bao nhiêu. Em Nào bấm y hệt như anh xong một bằng nó sẽ phần tính cho. một phần ba Vẫn 1/3 à? Ở với 1/3 còn rồi, gì anh đang nói vấn thế nào một phần ba cả hai cái, cả hai cái đều vậy mà đều bằng 1/3 mà, vâng. 1/3 cộng 1/3 bằng mấy, bằng Phần một. ba cộng một phần ba bằng một phần... Thì em đã tìm được bằng a hai phần chưa, ba tìm được a chưa chưa, à. chuyển sang xong rồi nè, 1/3x cộng 1/3x bằng một, em không tìm được x à? Tôi ý là độ ok. Ok. Rồi tìm A của Hiểu máy. rồi. À, phần 3 à, 1 trừ 1 chia 2 phần 3 1 nhân 3 phần 2 Có A của máy. đúng không? 3 phần 2 Rồi, thì thôi. nghĩ đúng không? Ừ. Chính xác. Rồi. Đấy, cứ nhớ nếu mà người ta bảo tìm một cái đúng không? Thì mình xem vào. Mình sẽ áp dụng Dạ. đúng. Nói lại đi anh. Đây. Sao em biết? Đây thì cứ nhớ nhá. Đấy là gì? Nếu người ta yêu cầu mình tìm một cái ẩn trong đấy, người ta cho thiếu một ẩn cho người ta bắt mình tìm, ví dụ như bài này tìm A đây, thì mình áp dụng đủ hai cái tính chất này được chưa? Là được. Thế thôi nhá. Đấy, như kiểu này, ví dụ này, cho mật độ này là x bằng 0 nếu x không thuộc 0 đến 1, bằng k nhân x nếu x thuộc 0 đến 1, và hãy tìm k, thì mình vẫn áp dụng bình thường không? Ta có cái đầu tiên luôn lớn bằng 0, cho nên là k nhân x phải lớn bằng 0 và k phải lớn bằng 0, bởi vì x đã thuộc khoảng 0 1 rồi, tức là x đã lớn hơn 0 rồi đúng không? Lớn bằng 0 rồi, k phải lớn bằng 0 nốt. Tương tự như thế. Tương tự như thế thì tích phân là gì? Từ âm vô cùng với dương vô cùng của cái này bằng 1, và anh em nói đây là mình phải chèn tất cả các cận của đề bài vào. Đây là từ 0 đến 1 đúng không? Thì mình phải chèn 0 đến 1 vào đây. Âm vô cùng đến 0, cộng 0 đến 1 và cộng 1 đến dương vô cùng. Và nếu mà nó không thuộc 0 đến 1 thì nó luôn bằng 0 rồi. Cho nên hai cái này anh loại đi này, hiểu không? Chỉ còn cái này thôi. Phân từ 0 đến 1 của Px, Dx
đúng không, bằng một đấy, phải vẫn là bằng một bên này nhá. Tiếp theo là gì, mình sẽ chuyển sang đấy là tích phân 0 1 với x bằng 1 đấy, thì suy ra là gì, tích phân từ 0 đến 1 nó lại chính là k nhân x đâu, tóm lại k nhân x đấy bằng 1, vì mình rút k ra ngoài nó sẽ gọi là tích phân từ 0 đến 1 của x bằng 1, tóm lại là k bằng 2, bằng cách là chuyển về tính tích phân này nó chuyển về đây, đúng không, hiểu không? Tương tự. Em biết, em nghĩ là có. Tuy nhiên em thấy luôn. Hồi nãy em ôn tích phân, em kiểu bị ám ảnh tâm lý, ghét vãi. Đấy thì đây chẳng có gì cả, đây chỉ là một số cái tính chất đơn giản thôi, để mình tính tích phân âm vô cùng dương vô cùng, xong rồi chèn cận mà xong bấm máy, đúng không, có gì đâu. Được chưa, rồi nói đây thôi nhá, cái này nó cũng ít gặp, được không, Ít mình đọc sẽ không nghĩa nó không vào đúng không nào? ít gặp nhá, ít gặp thì vẫn ôn đi, được không, Anh nhắc lại một lần nữa đi, cho chắc trời chắn. ơi đã. Rồi tóm lại em cần nhớ như vậy, thẳng mật độ đúng không, thì em sẽ áp dụng hai cái này để tìm ra ẩn hai cái tính chất anh đã nói nãy giờ rồi. Vâng. Ừ. Còn thêm ấy, nó có thể cho hàm phân phối, hàm phối là cho f lớn x ấy, thì em sẽ áp dụng một cái tính chất thôi là được, đấy là gì? Nếu mà cho hàm phân phối xuất của biến nhân liên tục ấy, thì em chỉ cần áp dụng một cái thôi, đây là fx sẽ liên tục trên r để em tìm ra, đúng không, ví dụ này này, liên tục này thì em phải nhớ lại cái kiến thức hồi cấp 3 đây, em thấy này, nếu mà cho hàm phân phối xác suất nó f lớn x ấy, em cứ nhớ nếu mà là f lớn ấy thì đây nó sẽ là 0 với x nhỏ 5 còn 1 trừ này với x lớn bằng 5, tìm k đúng không, thì ta có fx phải liên tục trên r cho nên nó phải liên tục trên x bằng 5, tức là muốn liên tục trên r ấy thì nó phải liên tục trên cái đoạn nó đang bị cắt nhau này đúng không, 5 và 5 này đấy, phải liên tục trên x bằng 5 thì tức là gì, lim của hai cái bằng nhau thôi, đi một cái tiền 5 cộng cái tiền 5 trừ, 5 cộng tức là nhỏ 5 một tí thì gọi là cái này không, đang nhỏ 5 mà 5 trừ sẽ là lớn hơn 5 mà đúng không, thì suy ra là gì, 1 trừ đi k phần x bình, mình sẽ thay luôn 25, tức là mình sẽ thay luôn 5 ở đây, tức là 1 trừ k phần 25 bằng 0 đúng không, bằng 0 chỉ bằng cái này này, suy ra là k bằng 25 đơn giản thôi. Là cái này anh cũng chữa trên kênh rồi đấy. Đấy, nói chung là anh đang chú ý những cái mà anh chưa nói thôi, không, còn mấy cái này anh đã nói trên kênh hết rồi. Và Anh video nào vậy anh? nào cũng có mà, ừ, ở Đừng có trong làm việc. chương 2 này đấy, hoặc là ở trong cái mấy cái danh sách tổng ôn đấy có hết mà, Em sẽ xem đồng ôn. thì đây ngoài ra ấy, thì ngoài cái tìm k hay tìm x gì đấy ở trong kia đúng không, thì mình còn một cái dạng nữa đấy là tính kỳ vọng phương sai, tức là các đặc trưng thôi, nó cũng giống như là ở cái biến ngẫu nhiên rời rạc đúng không, nhưng mà ở kia là mình sẽ có s là gì, s là tổng x nhân p thôi, tuy nhiên ở đây ý, thì mình sẽ có là s sẽ bằng là gì, phân tử âm vô cùng dương vô cùng của x nhân với px đúng không, còn phương sai vẫn vậy, phương sai công thức là vẫn là như này nhá, s bình trừ x tất cả bình, trong đó là gì, s bình là gì, mình chỉ cần thay x bằng x bình thôi, anh đã nói hết rồi đúng không, x bằng x bình đấy, thế này x bằng x bình, tức là thay mỗi cái x này bằng x bình này, ở cái s ấy thì không có gì cả, thì ví dụ đây thôi nhá, em thấy cái gì nãy mình chưa, đây bây giờ tính ex nữa đúng không, đúng không, người ta yêu cầu tính ex nữa, thế là mình tính ex thôi, ex công thức là gì nãy nói rồi nhá, ex bằng, ex bằng gì nào, tích phân từ âm vô cùng với dương vô cùng của gì, mấy cái liên tục ấy nó sẽ liên quan rất nhiều đến tích phân của x nhân với x dx, tức là x nhân bao nhiêu thôi, x nhân cái fx này đúng không, tuy nhiên lại phải chèn cận đúng không, tức là x nhân fx này, nhưng em lại phải thế cận giống y hệt vừa nãy, tóm lại nó đơn giản một cách thì nó chỉ là tích phân từ 0 đến 1 của nhân a, mình tìm rồi, a là 1 phần 3 đó, 3 phần 2 đúng không, a là 3 phần 2 nhân 3 phần 2 x bình cộng tích phân từ 1 đến 2 của x nhân 3 phần 2 nhân 2 chữ x tất cả bình, hiểu không? Đấy. Tức là ấy, nó chính là cái hàm này, tuy nhiên nó nhân thêm x ở đằng trước, tích phân vào thôi, tích phân vào nhân x ở đằng trước, tuy nhiên nó chia ra thành các khoảng cho mình phải chèn cận vào để mình chỉ tính là gì? Tích phân từ 0 đến 1
của x nhân a, đây a là đây đúng không, a mình đã tìm là 3 phần 2 rồi. Tóm lại là mình chỉ cần lấy x nhân vào đây cộng tích phân x nhân vào đây thôi. Đấy, bấm ra nó sẽ ra ra đúng không, hiểu không? Còn đâu nếu mà ngoài cái này như là từ âm vô cùng đến không với cả từ hai dương vô cùng thì anh đã nói nó luôn bằng không rồi đúng không? Đấy, thì nó chỉ có như này thôi, hiểu đơn giản như vậy. Thì em tính ra bằng bao nhiêu là được, bấm máy thôi. Phải biết là đúng không? Viết gì? Cái này nè. Ừ, thế này viết lý thuyết này vào thôi, còn đâu làm bình thường mà. Anh thấy anh đồ nhật không anh? Không, đồ nhà đồ gì? Kiểu cơm mì các thứ. Ô, bình thường ăn cơm mì mà. Nhưng mà cái đồ nhật nó khác. Ăn bao giờ đâu biết. Sao Long Biên ăn ô x nhân 3 phần 2 á? À, ừ, x Ừ. nhân 3 phần 2 mà. Nhân x vào mà. X, đây cái này phải nhân x vào mà. Nhân x vào fx. Đây 3 phần 2x bình thì nhân thêm x ở ngoài. Đây là 3 phần 2 nhân 2 chữ x bình thì cũng nhân x ở ngoài thôi. Máy Ừ, bấm máy. Bấm y hệt như này. Tích phân vẫn là dòng tích phân này này. Xong bấm bình thường là được. Nói là bấm ra cái quả đâu có gì nhá. bằng một. Một luôn à. Ừ. Rồi. Tỷ suất để trong 3 vectơ độc lập có hơn một lần x nhận giá trị ở khoảng 1 đến 2. Cái câu B này thì mình sẽ áp dụng công thức Bernoulli để mình làm. Bernoulli ở chương 1. Nào. Này xem Bernoulli nhá. Bernoulli ở chương 1. Tôi Đó. được cái x này là cái cách tính khác ạ. Ừ, đấy là cái hình khác mà. Hàm tức là ở trong biểu nhân dồi dào của liên tục nó có cách tính khác nhau với cái x. X trong biểu nhân dồi dào ấy thì mình cần lấy tổng V nhân x thôi. Nhưng mà đây không, đây thì em phải lấy tích phân từ âm vô cùng dương vô cùng của x nhân fx với x, fx là hàm mật độ, hiểu không? Thôi nhá. Rồi, còn cái câu B này thì hôm sau mình nói sau bởi vì nó phải nhắc lại công thức Bernoulli ấy. Hôm nay anh hơi mệt một chút, hôm nay mình sớm hơn nhá. Vâng. Rồi, hôm nay đây thôi. Đấy. Vâng. Hôm Anh sau đi đâu học mình chưa? có gì mình nói thêm rồi mình sẽ chữa. Rồi, có đỡ gì đâu trời. Vẫn đậu. Hôm sau. Rồi. Đấy, có gì hôm sau mình sẽ học đến cái phân phối. Mình nhắc lại cái này rồi mình sẽ học về phân phối này. Chúng ta học về cái phân phối xong rồi mình sẽ làm câu này nó có thể dễ hơn. Đấy, với cả mấy câu mà câu 3 trong đề thi ấy, cũng như là đề các đề kiểm tra ấy, câu 3 này cũng là đều là phân phối thôi. Ok. Vâng. Đấy, thì hôm nay đây thôi nhá. Bye bye. Vâng. Em chào anh.